Cách thêm nhân vật vào Scratch. Đầu tiên các bạn truy cập trang web này nè, sau đó nhấn nút khởi tạo để tạo dự án mới. Mặc định sẽ có nhân vật chú mèo, nhấn vào nút xóa nếu không sử dụng. Di chuột đến hình đầu mèo, bạn chọn biểu tượng này để lựa chọn các nhân vật có sẵn bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như động vật, con người, tưởng tượng. Bạn nhấn vào nhân vật mà mình mong muốn để đưa vào bài tập. Nếu trong kho dữ liệu nhân vật không có hình ảnh mà bạn mong muốn, bạn có thể tự vẽ nhân vật cho mình bằng cách nhấn vào biểu tượng này. Tại đây bạn sử dụng các công cụ vẽ để vẽ các nhân vật cho riêng bạn. Nếu không muốn tự lựa chọn thì bạn có thể nhấn vào biểu tượng bất ngờ này, chương trình sẽ tự lựa chọn ngẫu nhiên một nhân vật có sẵn và đưa vào bài tập cho bạn. Cuối cùng là tải từ máy tính, bạn đã có sẵn hình ảnh ở máy tính thì bạn nhấn vào biểu tượng này và chọn đến hình ảnh đó để đưa thành nhân vật trong bài tập. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong việc đưa nhân vật vào trong dự án rồi nè, dễ quá phải không nào?